Nói tới đạo Phật là nói đến luật nhân quả nghiệp báo, một nguyên lý mà con người phải lãnh lấy trách nhiệm hành động của mình, không phải do thần linh quy định. Con người sinh ra trên cõi đời này khác nhau trên mọi phương diện, như có người xinh đẹp, kẻ lại xấu xí, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người lành mạnh, kẻ tật nguyền, người thông minh, kẻ ngu si. Tất cả đều do định luật nhân quả chi phối qua nhiều kiếp sống quá khứ cho đến hiện tại và kéo dài mãi cho tới đời sống vị lai. Luật nhân quả phủ trùm tất cả vạn vật. Bởi vì không hiểu được giáo lý nhân quả, cho nên có nhiều người chạy đuổi theo danh vọng vật chất, giành giật sát phạt lẫn nhau, làm cho máu đổ đầu rơi, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ ác báo. Người tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam, ích kỷ, độc ác. Lúc nào họ cũng gieo tạo nhân lành, làm lợi ích cho mọi người, đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sanh. Giáo lý nhân quả là kim chỉ nam rèn luyện cho mình có một đời sống chân thiện mỹ. Đây cũng là nền tảng căn bản để chúng ta tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu chưa hiểu biết thâm sâu về giáo lý nhân quả, tức là chưa hiểu về đạo Phật và chưa thực hành đúng lời Phật dạy, do đó dễ lầm đường lạc lối, rơi vào tam đồ ác đạo. Quý Phật tử chịu khó nghe đọc quyển Nhân Quả Sám Pháp này nhiều lần sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có được hạnh phúc hay đau khổ đều do chính mình tạo ra. Nhờ hiểu được như thế cho nên chúng ta không oán người trách trời hay đổ thừa cho số phận, mà chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, lập công bồi đức, cải đổi vận mệnh để vượt qua mọi hoạn nạn, tai ách, phiền não, khổ đau. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị tinh thần rất to lớn, nêu cao ngọn đuốc chánh kiến, làm sáng tỏ lời Phật dạy, để cho chúng ta biết đâu là thiện ác, tốt xấu, khổ vui, gieo nhân gì, gặt quả chi, và chỉ bày phương pháp ăn năn sám hối tội lỗi mà mình đã lỡ tạo ra. Hôm nay, nhân ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, là ngày Phật thành đạo. Gia đình Phật tử Thiện Phúc, gia đình Phật tử Hòa Ngọc phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển Nhân Quả Sám Pháp do sư Thích Giác Thiện sưu tập. Giọng đọc Khánh Hoàng và Tú Trinh. Kỹ thuật âm thanh Phật tử Thanh Liêm và Ảnh Nga. Như những đóa hoa sen hồng thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua quyển Nhân Quả Sám Pháp, cảm thấy rất hoan hỷ khi hiểu được những lời chỉ dạy của Đức Phật thật vô cùng quý báu. Chúng tôi cảm nghĩ đây là quyển kinh bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, để cho chúng ta làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Xin thành kính nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu hạnh phúc, khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn tai nạn đều tiêu tan. Đồng phát tâm Bồ Đề, tin sâu lý nhân quả, tinh tấn tu hành thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuyến tu. Khi nói đến nhân quả nghiệp báo
thì không ít người trề môi cười nhạt. Họ quan niệm những điều đó như là chuyện cổ tích, luân lý khuyên người, chớ chẳng thực tế, không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ cũng như mọi người không thoát ngoài nhân quả. Đến cả khoa học phát minh ngày nay cũng được xây dựng từ nhân quả. Định tâm suy nghĩ chín chắn, ta thấy thành quả của khoa học khởi đi từ nhân quả thực nghiệm. Sự thăng trầm của kiếp sống chúng sanh nhân loại liên quan mật thiết với nhân quả thiện ác. Chúng ta thử lắng động tâm tư, nghĩ kỹ về đời sống con người cho đến sự hình thành hành hoạt của vạn vật, có gì vượt ngoài nhân quả đâu? Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẫm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian, cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo. Chẳng khác nào nhân loại vạn vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt, vượt ra ngoài lớp không khí sanh tồn. Giống như thế đó, nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng, nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy, thăng trầm, dinh nhục, hạnh phúc, khổ đau của muôn loài. Dù đó là thánh nhân, là trời, là thần linh, là thượng đế, cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần, chẳng tin nhân quả, từ đó tạo ra vô vàn tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc, để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn. Tiếp theo, bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, dinh nhục, thịnh suy, tất cả đều do nhân quả chi phối. Tạo nhân nào nhất định chịu quả đó không sai sót. Cổ đức nói, thiên giống khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng, sợi lông nhỏ xíu cũng không sót lọt. Thế nên, người tin sâu nhân quả là người tỉnh thức, biết sống tiến bộ, hướng lên con đường thánh thiện, biết nhìn rõ sự thật, biết nhận lấy trách nhiệm của mình. Muốn rõ nhân quả thiện ác nghiệp báo như thế nào, xin mời quý vị, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là tin Phật hay không tin Phật, thử lần lượt lật trang kinh với cõi lòng vô tư tĩnh lặng, từ từ đọc kỹ, hy vọng giúp cho quý vị nhìn rõ hành hoạt và thân phận của muôn loài chúng sanh, rồi lắng lòng suy gẫm, để từ đó xây dựng chánh kiến, hướng về nẻo thiện, sống hiền hòa sáng sủa hơn, ngõ hầu phản tỉnh quán chiếu, để tự cứu mình thăng hoa thánh thiện trong ánh sáng giác ngộ, rồi giúp độ gia đình quyến thuộc bằng hữu, và đồng thời đem lại an lạc cho chúng sanh. Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật, mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đày. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sinh muôn loại. Giới huệ giác Đức Thích Ca Mâu Ni thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu, nói ra một cách rành rẽ để cho muôn loài chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác, tránh gây nhân ác, gieo nhân thiện để hưởng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ, giải thoát của chư Phật thánh hiền. Xem quyển Nhân quả sám pháp này, quý
Phật tử sẽ không còn sợ hãi quỷ thần, bùa chú, pháp thuật, xem quẻ coi tay, nhìn tướng đoán vận mạng, chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt xấu, vân vân. Vì nhân quả là định luật công bằng. Thấy rõ luật nhân quả, quý Phật tử phải cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý. Bởi vì mỗi hành vi, cho dù cố ý hay vô tình, đều không thoát khỏi quả báo. Dầu trên trời giữa biển, hay lãnh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kinh Pháp Cú. Quyển kinh Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị thực tế cho đời lãnh đạo, giúp chúng ta thấy rõ về luật nhân quả nghiệp báo một cách chính xác. Quý Phật tử chịu khó đọc tụng hàng ngày sẽ thấy thấm thía sâu sắc hơn khi nhìn lại cuộc đời của mình, càng thấy rõ nhân quả tội phước để tạo cho mình một cuộc sống chân chính, đúng như lời Phật dạy. Phàm làm người sanh trong cõi dục này, ngoại trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây ra. Muốn dứt trừ tội lỗi, phải đem ba nghiệp ấy mà chí thành tụng kinh sám hối, thì tội lỗi mới được tiêu trừ. Trong kinh Phật dạy, nếu không biết ăn năn tụng kinh sám hối, thì oan trái nghiệp chướng ngăn che, dai trả trả dai trong ba cõi sáu đường, khó mà được giải thoát. Thật vậy, nếu không nhờ tụng kinh sám hối, thì bà Hy Thị khó mà thoát khỏi kiếp rắn. Chuyện kể, bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Vì lòng ghen tuông, ganh tị, đố kỵ mà bà nhẫn tâm đối xử độc ác với các phi tần và hủy bán tam bảo. Do ác nghiệp ấy, về sau bà bị bệnh nặng, nằm trên giường đau đớn rên la suốt cả ngày đêm. Tất cả lương y đều bỏ tay. Sau khi bà chết, đọa làm loài rắn mãng xà, thân thể tanh hôi, sâu trùng rút rỉa, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi. Bà báo mộng cho vua Lương Võ Đế biết được nỗi thống khổ của bà mà tìm phương cứu giúp. Sau khi chợt tỉnh giấc mộng, vua Lương Võ Đế cho người đến thỉnh Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng đắc đạo, vào triều lập đàn tràng, làm lễ tụng kinh sám hối cho bà. Nhờ thế mà bà Hy Thị thoát khỏi kiếp rắn, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Hay là chuyện vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha, nhờ biết ăn năn phát lồ sám hối với Đức Phật, cho nên bị đọa vào địa ngục trong một thời gian ngắn, rồi cũng được giải thoát. Cho đến chuyện ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh hại vật, cũng không đọa địa ngục, là nhờ biết ăn năn hối hận, nhất tâm niệm Phật nên được vãng sanh tịnh độ. Trên hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tự của Đức Phật mà còn phát nguyện sám hối mãi cho đến khi nào thành Phật. Chúng ta là phàm phu mà lại xem thường việc tụng kinh sám hối hay sao? Không tụng kinh sám hối rất có hại, nghiệp chướng khó tiêu trừ, tội lỗi còn mãi, oan kiêng nhiều kiếp theo hoài. Như chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mười kiếp làm cao tăng mà triệu thố vẫn còn theo báo oán. Vì vậy, cho dù người xuất gia hay tại gia, việc tụng kinh sám hối rất quan trọng, để tội diệt phước sanh mới không bị chướng ngại trên bước đường tu tập. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này là giáo lý căn bản, nói lên tính chất nhân quả nghiệp báo tội phước, để nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành, đồng thời sám hối tất cả tội chướng do tam nghiệp thập ác gây ra, ngõ hầu kiến tạo cho mình và tất cả chúng sinh được sống trong cảnh lành mạnh,
hạnh phúc an vui ở trong hiện tại và vị lai. Công đức tụng kinh nhân quả và sám hối quả thật vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn. Tôi xin đốt nén tâm hương, cầu xin Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho tất cả người đọc, người tụng, người nghe, người ấn tống đồng phát Bồ Đề Tâm, tin sâu lý nhân quả, nghiệp báo tin, tấn trì chay, giữ giới, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, hành thiền, bố thí, cúng dường, phóng sanh và ấn tống kinh, để cho mọi người đều biết được nhân quả nghiệp báo, làm lành lãnh dữ, thì không bao lâu xã hội này sẽ trở thành tịnh độ, thì chiến tranh, bạo lực, nước mắt, hận thù, khổ đau vĩnh viễn không còn xảy ra. Trong kinh Nhân Quả nói, nếu người nào thường đọc tụng, biên chép, ấn tống kinh Nhân Quả, thời sẽ hưởng được tám phước báo. Một là chư Phật và Bồ Tát đều chứng minh, hai là chư thiên thường gia hộ, thoát khỏi mọi tai ách hoạn nạn. Ba là gia đình hưng thịnh. Bốn là đời đời được thông minh. Năm là mọi người nhìn thấy đều sinh tâm kính mến. Sáu là kiếp sau được thân đế vương. Bảy là thường sinh nhân, thiên không xa đường dữ. Tám là nếu kim tu tịnh độ được giảng sanh cực lạc. Xin chân thành tri ân đến chư tôn túc đã không nề gian lao, không từ khó nhọc, dịch thuật kinh sách để duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho quý ngài Pháp Thể Kinh An, chúng sinh dĩ độ, đạo quả chống viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Nhân Quả ba đời, dịch giả Hòa Thượng Thiền Tâm. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can, năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi giải thích cho chúng con hiểu rõ mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật chớ khinh chê. Đời này làm quan do nhân gì, kiếp trước vàng rồng thếp tượng Phật, đời này hưởng phước bởi nhân xưa, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân,
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm dốc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước keo kiệt không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không con do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. Nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh. Đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Ghẻ lác phong điên do nhân gì? Lột da xẻo thịt các loài vật. Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian. Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bẫy thú. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.
kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà Hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nương ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Phật nói kinh thiện ác nhân quả, dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết tiểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ, lại đắc nhân tâm. Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả,
cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sứt môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn vụng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta
chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻn tiết kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên, súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sắc sanh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài lược thược, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài trăng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền, mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răng bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo. Phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ.
đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước. Bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long giận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến năm kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng,
và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, dượng, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo Pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ xúm lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người
phải bị hai thứ quả báo. Một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn
viết chép kinh pháp cho người đọc. Đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì Như Thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam. 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả. Một, đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 2. Tài sắc danh thực thủy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được. Có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đó qua tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật.
7. Có 5 điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn trí âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lại, vang sinh trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì đều không nên thô lỗ, nếu không ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai hay vui, buồn tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Vì vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba.
chỉ thích làm cho vui tai sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền, là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu, phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đói khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái, đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu, chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ, có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa đây thường lấy đức để chinh phục lòng người, là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu. Khi gặp phải khó khăn cũng vậy, không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình thì sẽ chiến thắng tất cả. 26.
Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết thiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng, trên thế gian này không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gặp gần tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn ạ. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ bụi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thụy thì mới tốt, và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên. Siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học, thì cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức,
thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc, để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu thì con cháu mới nhờ được vậy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành, thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp, ta, người, thân, sơ, mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này, thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời, thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. Bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó, mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ương, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối.
muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt, bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân, nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, thầm giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không vì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên, chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti, vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối, bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy, bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình xiết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết, mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn, và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình, và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa, tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt
thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ, siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở, ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua, thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền, phải nên bố thí. Tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh. Danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy, các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế, niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi. 55. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta quá bận tâm đến sự được và mất, cho nên tâm hồn không thể bình thản, tâm trạng an nhàn vui tươi cũng không còn và thường bị thay thế bởi sự sầu lo. Quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an, mà không biết hạnh phúc và bình an ngay dưới từng gót chân ta và ngay trong ngôi nhà mình. Nếu bạn muốn đi tìm bình an ở bên ngoài, thì có một ngày bạn sẽ thất vọng. 56. Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là ở 18 tầng địa ngục như trong sách đã thường nói, mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của con người do nhân duyên tác động, làm cho bạn sống không được mà chết cũng không xong. Bạn nên biết, cảnh do tâm sinh. Tâm đã lạnh thì mặt trời cũng không làm cho ấm lại. Tâm đã nóng, băng tuyết cũng phải tan chảy ra. Do vậy, chúng ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề. Phải trở về nội tâm, buông bỏ các duyên, nhất tâm an tịnh, biến những ngọn sóng to phiền não trở thành mặt hồ tâm tĩnh lặng. 57. Tiềm năng và năng lực từ nội tâm của con người thật to lớn, không thể dùng lời để diễn tả được. Nhưng ít có ai có thể cảm nhận được điều này. Niềm vui của tự tâm là từ chánh niệm đem lại. Niềm vui này không có cái vui nào ở thế gian mà so sánh được và người nào cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này có thể khái quát bao gồm trong một chữ tâm. 58. Phần nhiều người sống trên đời thường mơ ước phải chi đời sống của mình thật đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có cái ấy. Đây là điều không những tham mà còn quá dại dột. Thật ra, khó khăn giúp chúng ta kiên cường hơn. Nếu cuộc đời ai đó hoàn toàn không hề có giông bão, phong ba, cuộc đời như vậy thật là vô nghĩa. Cây lúa nếu chăm sóc quá mức đầy đủ, thì cây lúa tốt quá, không thể có hạt để ăn. Cây mọc nơi đất càng cứng, thì thịt nó càng cứng chắc, sẽ làm được nhiều đồ quý giá. Người được rèn luyện mài dũa nhiều, thì sẽ mau trưởng thành,
và mới là người có ích cho xã hội được. 59. Các bạn phải tập nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Khi ý thức được khuyết điểm của bản thân, ta cũng có thể đánh giá chính xác về mình và đấu tranh ngoan cường với nó, không vì nhược điểm mà nhục chí. Trên đời này có hai hạng người đáng tôn kính, đó là hạng người không có khuyết điểm và hạng người biết mình có khuyết điểm rồi cố gắng sửa chữa. 60. Có một việc rất hạnh phúc và bình an có thể trong đời bạn chưa từng trải nghiệm qua, đó là hãy chọn một căn phòng hay chọn một ngôi nhà nhỏ yên tịnh và chỉ một mình bạn ở trong đó từ 3 ngày cho đến 1 năm hoặc hơn nữa, và phải được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Khi ở đó, bạn phải bỏ hết những chuyện bên ngoài, xem như mình đã chết. Quá khứ chẳng nhớ, tương lai đừng lo, chỉ cần nhất tâm vô tạp niệm, sống ngay hiện tại, không giao thiệp bên ngoài. Tùy theo căn tánh mỗi người, bạn có thể biết những điều người khác không thể biết, hiểu được những gì người khác không thể hiểu. Nếu bạn không thực hiện được một lần trong đời, thì thật là tiếc lắm vậy. Và nếu bạn nghĩ rằng, mấy mười năm bôn ba bận rộn, không có ngày nào rảnh cả, thì tôi cũng không có thuốc để chữa rồi. 61. Thế thường thì hay bị việc làm phung phí xa xỉ mà mất nhà, không liêm chánh mà mất chức. Đạo có được là do tâm hồn hướng thiện an tịnh, trong sáng mà ra. Đức có là do từ bi, khiêm nhường độ lượng mà thành. Biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều. Người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ vậy. Người dù rất ngu ngốc, nếu chịu chuyên tâm học hỏi thì cũng sáng. Người dù rất thông minh, nếu hay buông thả lười biếng thì cũng tối tâm ngu muội. Chăm học là cốt để thấy hiểu cao xa, biết sâu rộng là để sửa lỗi của chính mình. Nên ngồi ở trong nhà kính cũng phải giữ gìn như ở ngoài đường xá. Được như vậy mới tự nghiêm mình và nghiêm mọi người được. 62. Người cho dù có thông minh tột đỉnh vẫn xem mình như ngu ngơ, công lao lớn trùm cả thiên hạ mà vẫn nhún nhường, sức mạnh cao tột hơn đời mà vẫn xem mình như yếu đuối, thường khoan dung và tha thứ, giàu có tột đỉnh mà vẫn hay khiêm tốn, không khinh khi người khác, đó là những người dũng trí, khéo khôn. Sở dĩ con người thông minh, hay giỏi, tài trí là được người đời kính trọng, đó là nhờ có âm đức. Nếu âm đức không có mà thông minh, giàu có, thì sẽ là tai họa cho thiên hạ. 63. Có hai điều quan trọng mà bạn phải nên nhớ, đó là trong cuộc sống, bạn đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc, mà hãy gìn giữ chúng như những thứ quan trọng nhất. Vì có lúc bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Và một điều nữa là đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 64. Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy được từ sách vở mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vở mà có. Thành công của con người cũng không phải từ sách vở mà nên. Bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất cả đều phải trải qua quá trình thực nghiệm của bản thân.
đó là kết tinh của ý chí và nghị lực, thẳng bước tiến lên vì hoài bão của chính mình. 65. Trên đường đời, ắt hẳn mọi người chúng ta đều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy đích thực giúp chúng ta thăng hoa và chuyển hóa phiền muộn khổ đau, đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩ gì, vị thầy này đều biết rõ, rồi kiểm soát và cạn lọc những cái tốt đẹp để làm hành trang cho đường đời của bạn. 66. Ngày nay, con người kinh doanh và buôn bán phần nhiều là nói không thật và không trung thực vì thực hiện lợi ích riêng tư. Nhưng đâu biết rằng, ngày nay được tiền, ngày mai tai họa sẽ đến. Nhân quả thiện ác như bóng với hình. Đừng tưởng cuộc đời của ta sẽ an bình và giàu sang mãi mãi. Việc quả báo thiện hay ác, tuy hiện tại chưa thấy rõ, nhưng tương lai trước sau gì cũng đến, chỉ sớm hay muộn mà thôi. 67. Hành tinh xanh của chúng ta hiện nay đang bị tổn thương rất nặng. Khí hậu toàn cầu tăng, chiến tranh, thiên tai nhiều vô số. Tất cả những hiện tượng đó đều là do chính con người làm ra. Thông điệp để cải thiện địa cầu đó là không tham, không sát hại và không ích kỷ. 68. Con người sinh ra vốn không có răng nanh. Điều đó chứng minh rằng con người là động vật bậc cao, không có bản năng ăn thịt, mà là chỉ ăn những thứ ngũ cốc và thực vật. Đồng thời, con người cũng là động vật đàn anh của các động vật khác. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em của mình. Đừng để chúng nó phải đau buồn vì phải xa lìa cha mẹ, vợ con, anh em của nó. Nỗi khổ này chỉ có người đồng cảm mới hiểu và cảm thông được mà thôi. Xin trân trọng. 69. Trăm ngàn năm cho đến ngày nay, trong một bữa cơm ta ăn, oán sâu như biển, thù hận khó lường. Ta ăn uống vui sướng no say trên sự đau khổ kêu la của những chúng sinh khác. Chúng ta phải biết rằng, mỗi sinh linh đều tham sống sợ chết, ta nỡ nào đè đầu cắt cổ, nghe tiếng rên la cầu cứu thảm thiết của chúng nó sao? Bạn thử nghĩ xem, trong cuộc đời mấy mươi năm sống trên thế gian này, biết bao nhiêu sinh mạng đã chết để tạo nên những tế bào hình thành thân thể của chúng ta đây. Câu hỏi này xin để lại cho các bạn. 70. Con người biết vừa đủ và biết bằng lòng, đó chính là cội cây của sự sung sướng vui tươi. Tham lam không biết đủ là trái đắng của tai họa. Trước khi làm việc gì đều phải nghĩ đến hậu quả của nó và đừng tham quá mức. Nếu không thì những dục vọng kia cuối cùng cũng sẽ hủy hoại chính bản thân mình. 71. Thiền đạo cao thâm, nếu không có một trái tim bình thản, từ bi và trí tuệ thì khó mà tu thành chánh quả được. Trong cuộc sống hiện tại cũng tương tự như vậy. Bạn nên hiểu trong bất cứ việc gì cũng tồn tại hai khả năng, tốt và xấu, trong phạm trù tương đối của nó. Do đó, chúng ta làm bất cứ điều gì cần phải bình tĩnh, không thua lỗ. Nếu không, bạn sẽ khó hoàn thành tốt công việc và đường đời bạn đi sẽ gặp nhiều chướng ngại. 72.
Nếu bạn muốn áp dụng bất cứ một phương pháp phát triển tâm linh nào, dù đó là một phương tiện để đạt được giá trị lớn nhất từ cuộc sống tâm linh, thì sự chánh niệm hay chú tâm đóng vai trò quan trọng trong phương pháp ấy. Nói cách khác, bất kỳ phương pháp luyện tâm nào đều phải có sự tỉnh giác và tập trung cao độ thì mới đạt được những kết quả mong muốn. 73. Dạng sự đều lặng yên không bằng tấm lòng yên tịnh, vì trạng thái yên tịnh của sự vật là tương đối. Nếu trong lòng rối bời thì bạn sẽ không nhận ra được sự yên tịnh đó. Bạn phải tập như thế nào để chuyển hóa những phiền phức thành đơn giản, chỉ có chính bạn mới thực hiện được. Bạn đừng vội tin vào những gì mà người khác nói, và đừng bao giờ coi thường mơ ước của những người khác bạn nhé. 74. Nếu xét kỹ về nhân duyên, chúng ta sẽ thấy trong một hạt cơm ta ăn hay những vật dụng ta dùng ngày nay đều do vô số người đã đóng góp sức lực vào trong đó. Nhiều khi cũng có những người mà ta đã từng thù ghét, hoặc có những người ta chưa từng quen biết và gặp mặt bao giờ. Do đó, ta phải thầm cảm ơn tất cả những người trên thế gian này. Nếu mỗi người chúng ta chịu thực tập và đi vào đời sống bằng tình thương và lòng biết ơn, thì cuộc sống sẽ không còn đau binh ly loạn nữa. 75. Nhẫn nhẫn nhất thời chi phí, miễn miễn bá nhược chi ưu. Nhẫn nhịn được một giờ thì khỏi phải trăm nghìn ngày đau khổ. Nếu thầy trò không nhẫn nhịn nhau thì không còn đạo nghĩa. Vợ chồng không nhẫn nhịn nhau thì mất hết tình thâm. Anh em không nhẫn nhịn nhau thì mỗi người không chung bước. Bạn bè không nhẫn nhịn nhau thì không thành tri kỷ. Xóm làng không nhẫn nhịn nhau thì sẽ gây thù. Nếu nhẫn được những việc mà người khác không nhẫn được, đó mới thật là nhẫn. Và nhẫn nhịn được những thứ mà người khác đem đến nhục mạ mình, ấy mới gọi là nhẫn nhục. Do đó, bạn phải học quy tắc, dĩ nhu khắc cương, thì mới tạo cho cuộc sống này thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Khi ta chết đi, sẽ không có nhiều điều phải ăn năn và hối hận. 76. Trong đời này, không những hoàn cảnh mà còn mỗi người xung quanh nhiều khi làm cho chúng ta đau khổ và thù hận. Thật sự trên thế gian này đâu có ai muốn người khác thù hận hay ghen ghét mình đâu. Nhưng nhìn sâu thẳm trong tâm hồn thì người kia đã có những tập khí hoặc hoàn cảnh thiếu thốn tạo nên, hay được truyền trao từ ông bà cha mẹ. Những nỗi khổ tâm này vì họ không đủ nhân duyên lành để chuyển hóa và chia sẻ cùng với ta. Thật sự, dù người xấu tới đâu cũng có những cái tốt. Người dù tốt cách mấy cũng có những cái xấu. Không ai mà hoàn toàn không có khuyết điểm cả. Họ cũng không muốn làm tổn thương đến ta đâu, chỉ vì họ không đủ sức để chuyển hóa những phiền não trong tâm, cho nên mới xuất phát ra những lời nói và hành động như vậy. Họ có nỗi khổ của họ các bạn à. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng tình thương, chan rãi tâm hồn và tha thứ, thông cảm những điều sai trái của họ. Mặt trời mọc lên thì ánh sáng sẽ bừng dậy trong bầu trời tâm thức vô biên. Tình thương này chính là nước từ bi mát dịu, sẽ làm lành những vết thương mà người kia đã từng làm cho ta đau khổ. Cuộc đời quá đau khổ, xin đừng làm khổ thêm. Cho đi và tha thứ,
sẽ được giấc êm đềm. 77. Nếu bạn có làm việc ân nghĩa cho ai, thì đừng mong nhất định phải có đền đáp. Nếu cho rồi thì đừng có hối tiếc. Thành thật thì người thương, khoan hồng thì không bị oán, hòa nhã thì không bị ai thù, nhường nhịn thì thường an, giữ luật thì thường ổn, cẩn thận thì ở nơi đâu cũng được. Không suy nghĩ dẫn dơ thì tâm thường tĩnh lặng, dè dạt lời nói thì sẽ không tai họa. Ai ai cũng sửa tâm như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình. 78. Chúng ta ngày nay do hoàn cảnh kinh tế phát triển nên việc ăn ở hàng ngày nhiều khi quá dư thừa. Nhưng nếu không khéo, từ việc dư thừa và đầy đủ này sẽ làm cho đạo tâm ta thoái thất. Do đó, chúng ta phải nên cẩn thận. Còn đối với ngài Tôn Cảnh Sư thời xưa thì trà lạnh cơm lạc miễn no lòng thì thôi. Quần áo rách giá miễn ấm thì thôi. Thà không rắc rối mà nhà nghèo còn hơn rắc rối mà nhà giàu. Thà không bệnh mà ăn rau lạc còn hơn bệnh mà uống thuốc hay. Vợ chồng không cần kiêu sa, chỉ cần hiền đức là tốt. Ăn uống không cần cao lương, no lòng được là tốt. Lòng yên ổn thì ở nhà tranh vách lá cũng thấy hạnh phúc. Tánh an định thì ăn rau ăn cỏ cũng thơm ngon. Bởi vậy, cuộc đời muôn việc, muốn thấu suốt thì tâm phải bình, khí phải hòa vậy. 79. Cuộc đời vốn dĩ là tương đối, không ai hoàn hảo dạng 10 phần hết cả. Tuy vậy, chúng ta cũng vẫn vun bồi đạo hạnh, tiến bước để đạt đến chân thiện mỹ. Trên đường đời không phải lúc nào cũng có người hướng dẫn đi kèm theo chúng ta. Trong nhiều tình huống, bạn phải tự mình nhận ra nên đi theo hướng nào. Bạn phải là người hướng dẫn của chính bạn. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những vị thiên tài hoặc nhiều văn bằng chức vị, đó mới là sự thành công của cuộc sống. Song song đó, vẫn còn rất nhiều người xung quanh ta, họ làm những điều họ thích để lợi ích cho chúng sinh, xã hội. Họ lấy đó làm niềm an lạc vui vẻ trong cuộc sống. Đây cũng là một kiểu thành công đáng kính trọng. 80. Trong cuộc sống, nếu bạn có đủ tinh tế, sẽ không khó phát hiện ra nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nó tồn tại xung quanh và ẩn tàng đầy dẫy trong cuộc sống. Nhưng vẫn có nhiều người vẫn đau khổ triền miên là chỉ vì không phát hiện được mà thôi. Đôi khi bạn đi tìm hạnh phúc ở xa xôi mà lãng quên hạnh phúc ngay tại trong ngôi nhà và những người bạn thân của chính mình. Nếu được sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau, thì cuộc sống bạn chắc chắn sẽ nhiều ý nghĩa hơn. 81. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác và ngay cả chính mình. Tước đoạt mạng sống của người khác là bất nhân. Tước đoạt mạng sống của mình là bất hiếu. Người bất nhân và bất hiếu thì tiếng xấu sẽ để lại muôn đời vậy. 82. Trong gia đình, chồng lấn lướt hay xem thường vợ, hoặc vợ lấn lướt hay xem thường chồng, cả thảy đều là không có đạo nghĩa, mà còn ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Cho nên, cha mẹ, con cái, dâu rể, chồng vợ, anh em phải tương thân tương ái, tương kính, tương trợ lẫn nhau. Nếu không thì gia đình của bạn sẽ trở thành địa ngục tại trần gian mà thiên hạ thường nói vậy. 83.
Trong thời kỳ phát triển kinh tế như hôm nay, chúng ta có rất nhiều áp lực từ cuộc sống đem lại. Nào là bài vở, công việc, gia đình, gia thất, và cả bệnh hoạn và sự chết chóc đau thương. Nếu không có một tâm trí định tĩnh sáng suốt, thì những đau khổ sẽ đè nặng lên đôi vai của chính mình. Do vậy, các bạn phải nhớ thực hành những điều sau đây để giúp bạn được an vui hơn. Đó là đừng quá chấp nhất vào những việc nhỏ rồi phóng đại nó lên, mà hãy nên chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Tập kiểm soát từng suy nghĩ của mình và hãy làm thử một việc thiện nào đó cho người khác được vui ngay ngày hôm nay. Phải hiểu rằng mọi vật, mọi việc và mọi người tất cả đều là vô thường, không có gì mà trường tồn mãi mãi theo năm tháng được. Và còn nhiều người khác khổ nhọc, đau khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Bạn thử ngồi hoặc nằm yên một mình, buông xả mọi việc và thả lỏng toàn thân, không suy nghĩ quá khứ, vị lai gì cả, mà hít sâu theo dõi và đếm hơi thở từ 1 đến 10. Vài phút sau, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chỉ khi bạn đã thực hành rồi mới hiểu được giá trị của nó mà thôi. 84. Vạn biến như lôi, nhất tâm an tịnh. Nghĩa là cho dù ngoại cảnh có ồn ào đến đâu, tâm ta vẫn tĩnh lặng. Trong cuộc sống này, an nhàn và an tĩnh đều nằm trong tầm giới của chúng ta cả, chỉ vì ta chưa chịu buông xả mà thôi. An nhàn và an tịnh không giống nhau. Rất nhiều người nhàn chưa chắc đã được niềm vui trong tịnh, nhưng người có cảm thụ được niềm vui trong tịnh cũng không nhất định là được nhàn hạ. Trong muôn vàn công việc, trong thành phố đầy bụi bặm huyên náo, người xe cám dỗ dãy đầy, mà tất cả bạn vẫn không dính mắc, an nhàn tự tại, đó mới chính là an tịnh trong bận rộn. 85. Có khi nào bạn ngồi yên kiểm lại trong cuộc đời đã qua? Bạn gặp phải đau khổ và niềm vui, cái nào nhiều hơn không? Đa số người nói với tôi rằng, đau khổ thì nhiều mà niềm vui thì ít. Bạn muốn tạo niềm vui không? Người xưa có câu, cho người tức là cho mình. Thật vậy, bí quyết để có niềm vui và cuộc sống có ý nghĩa hơn đó là khi có nhiều hoặc ít tiền của, bạn cũng nên chia sẻ cho người khốn khổ hơn bạn. Bạn nên nhớ, của cho không bằng cách cho nha. Tập chuyển đổi quan điểm và cách nhìn lạc quan hơn. Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đi xe nhường chỗ tốt, chờ đợi nhường người qua, việc đến tùy duyên đến, an vui khắp ta bà. Làm việc đừng chấp trước, giúp đỡ kẻ gần xa, khoan dung và độ lượng, biết đủ người đời ca. Muốn làm việc gì, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả của nó. 86. Người có tấm lòng rộng mở sẽ bình thản đối với những sự việc mang tính hẹp hòi nhỏ nhen. Người hẹp hòi ích kỷ thì kể cả con vật cũng chẳng muốn gần. Người khoan dung tha thứ thì nhiều bạn gần xa. Khoan dung không phải là khiếp nhược mà là từ bi. Khi bạn khoan dung với người khác thì vướng mắc thù hận trong lòng sẽ tiêu tan, hóa giải được hận thù, dù đó là mâu thuẫn nhiều năm. 87. Người quân tử thường kính trọng bậc đại nhân và thánh nhân.
còn kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Người quân tử làm tốt cho người, không làm xấu cho người. Kẻ tiểu nhân thì trái lại. Người quân tử không oán trời, không trách người, chỉ trách chính mình. Còn tiểu nhân thì không như vậy. Người quân tử lấy nhân nghĩa làm đầu, kẻ tiểu nhân thì tự kiêu và vua nịnh. 88. Một ngày trên thế giới này có mấy dạng cặp vợ chồng ly dị nhau, đó là do vợ chồng không biết lấy nghĩa làm thân, lấy ân tình để hòa hợp, không biết kính nhường lẫn nhau. Người nào cũng cho mình là đúng. Vợ chồng mà không biết tha thứ cho nhau, lại còn đánh đập, chửi mắng, quát tháo với nhau, thì ân nghĩa làm gì còn nữa? Ân nghĩa đã tuyệt mà không lìa nhau là chuyện hiếm có vậy. 89. Ông Bùi Tư Thúc dạy: nói năng phải trung tín, nết na phải thành kính, ăn uống phải dè sẻn chừng mực, chữ viết phải ngay ngắn, mặt mũi phải đoan trang, áo mũ phải chỉnh tề, đi bước phải thông thả, cư xử phải đàng hoàng, việc làm phải có trước sau, nói làm phải đi đôi, đức phải giữ cho bền, lời hứa phải giữ đúng, thấy điều lành thì hoan hỷ, thấy điều ác chớ theo, việc đáng nói thì nói, không đáng chớ mở lời. Bệnh hoạn thì thường do từ miệng mà vào, họa thường từ miệng mà ra. 90. Có nhiều người không biết cách khống chế tâm trạng của mình, lại nổi giận vô duyên vô cớ. Thật ra, những điều này là hậu quả của việc không được dung trầm từ sự khoan dung. Biển lớn là vì biển thấp hơn các dòng sông, biết dung chứa các dòng nước nhỏ, khoan dung tha thứ người khác là một cử chỉ và hành động cao quý. Bạn đừng lãng phí cuộc đời cho dù một phút giây vào việc oán trách hoặc thù hận người khác. Như vậy, bạn mới có thể sống vui vẻ, bình an. Lấy oán báo oán, thì oán ý càng thêm. Lấy đức báo oán, thì oán ý mới tiêu tan. Là người, ai cũng có tình cảm. Nếu bạn dùng lòng khoan dung, tha thứ đối đãi với người khác, tôi tin rằng thế giới này không có băng tuyết tự tâm. Lòng người nào mà không tan chảy trước ánh nắng của từ bi. 91. Trên thế gian này, không ai muốn kết bạn với những người không thành thật và không giữ chữ tín. Làm người trước hết phải giữ chữ tín là vốn để làm người. Bạn không giữ chữ tín thì cũng chẳng có người nào tin bạn. Khi ấy, sự tồn tại và lời nói của bạn chẳng đáng kể. Tuy rằng lời nói dối tạm thời đem lại lợi ích cho con người, nhưng đừng lạm dụng và nó sẽ không bền trước thời gian. Bởi vì thời gian chỉ làm khỏe mạnh cho những gốc rễ chân thật mà thôi. 92. Những ai trên cuộc đời này mà thường mơ tưởng đến một ngày tất cả mọi việc đều như ý muốn của mình và hoàn toàn là đi trên gấm lụa mà không cần làm việc, mà cứ mãi gian sinh, đó là thuộc hạng người không tưởng, lười biếng và ngu xuẩn. Nếu không hề có giông bão của cuộc đời và không hề có những mảng sáng trong cuộc sống, đó là một cuộc đời vô nghĩa. Khó khăn giúp ta kiên cường hơn. Những người yêu đời xem khó khăn là một cơ hội để rèn luyện bản thân, chiến đấu vượt qua để sống tốt hơn. Cái nghèo nàn về vật chất không phải là cái nghèo nàn đích thực. Cái nghèo nàn đích thực đó chính là
cái nghèo nàn trong tinh thần và ý nghĩ vậy. 93. Thân phận con người không phải là một cái gì bất toàn và kim tởm, mà là một báu vật đáng trân quý. Đừng phí phạm một kiếp người để phải than vãn bi thương, đau buồn hối tiếc trước những việc làm của mình gần lúc lâm chung. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ai cũng hơn một lần sai phạm, nhưng không vì thế mà bi quan. Cuộc đời vốn dĩ không có cái gì trường tồn mãi mãi, kể cả địa vị, chức sắc, danh vọng. Đã biết là thế, nhưng ta cũng có thể làm cho những cánh hoa đời cười khoe sắc giữa thế gian, tiếng suối nhạc reo vui trong cả không gian trần thế. Khi ta mới chào đời, mọi người xung quanh thì cười, chỉ riêng ta là khóc. Nhưng bạn sẽ sống như thế nào để ngày ra đi? Mọi người khác thì khóc, chỉ riêng bạn sẽ mỉm cười bạn nhé. 94. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi dài học hỏi vô tận. Người sống mà không học thì mờ tối như đi đêm. Chớ nói ngày nay không học còn có ngày mai. Năm nay không học còn có năm tới. Ngày tháng vượt qua mau, mạng người không chờ đợi. Người có học thì sẽ dễ dàng thông hiểu đạo lý. Châu ngọc mà chẳng mài dũa thì chẳng thành của quý được. Người không rèn luyện học hỏi thì người đời sẽ không xem trọng. Người sáng suốt mà chăm học thì không lấy việc học kẻ kém hơn mình là xấu hổ. Không lên núi thẳm thì không biết trời cao, chẳng tới hố sâu thì khó biết đất dày. Người không chịu học đạo lý thì làm sao trở thành hiền nhân được. 95. Có vài người hỏi tôi, thầy học đã bao năm nay, bây giờ thầy đang học cái gì vậy? Tôi trả lời, tôi đang học làm người hiền và học làm Phật. Tuy vậy, không phải ai ở trên đời này cũng biết cách học làm người đâu bạn nhé. Học làm người thì không có một khuôn khổ nhất định nào cả, cũng không có bằng cấp nào cả. Nhưng nếu học được thành công, thì người này đi dù bất cứ nơi nào, cũng sống an lành, và lẽ đương nhiên, mọi người đều yêu thương kính trọng người này. Đây chính là bằng cấp cao quý nhất của đời bạn. 96. Trên đời này, người hiền lành thì nhiều khi bị nói là nhu nhược, kẻ dữ thì nói là ương ngạnh, giàu thì bị người ganh ghét, nghèo thì bị người khinh rẻ, siêng năng thì người bảo là tham lam, tiết kiệm thì bị người chê là bủng xỉn, thấy việc tốt bỏ qua bị cho là ngu xuẩn, biết thời cơ để làm thì người bảo là cơ hội, học giỏi thì người nói bày đặt làm tàn, học dở thì người cho là ngu muội. Thật vậy, làm người thật không phải dễ, cho nên người đời thường nói, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết ở đây là cái biết của người trí, biết tùy duyên, biết linh động, biết thời, biết đạo lý trung dung vậy. Tâm sáng thì muôn việc hợp tình, trí sáng thì tà ác không sinh. 97. Tất cả các loại hương quý của thế gian, dù quý như hương chiên đàn đi nữa, thì nó cũng bay xuôi theo chiều gió. Chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió để làm thơm ngát khắp chốn nhân gian. Người quân tử đức hạnh không cầu danh mà danh tự có. Kẻ tiểu nhân muốn danh bay khắp mà tiếng xấu lại đồn xa. Do đó, mỗi người khi làm việc gì
phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi nói, phải uốn lưỡi 7 lần. Đi đứng nói năng đều nên dè dặt. 98. Kim nhật bất tri minh nhất tại, thượng sàng bất liễu hạng sàng tồn. Nghĩa là, ngày nay còn sống, chẳng biết ngày mai có còn không. Ngày nay lên giường ngủ, chẳng rõ ngày mai có thể còn xuống giường hay không. Do đó, việc gì làm được ngày nay thì chớ đợi ngày mai. Ruộng tốt ngàn muôn thửa, chết đâu đem được gì. Trước linh sàng cũng giấy, đâu sống ăn được gì. Tiền bạc giàu nứt vách, ra đi có được gì. Con cháu đầy nhà cửa, chết thế cho sao được. Cho nên khi còn sống, phải tự mình tích đức tu tâm, sống cho phải đạo, tạo chút ít phước huệ để làm hành trang của kiếp sau. Của cải muốn giữ được lâu dài, thế thường chia làm 4 phần. Một phần để cho con cháu, một phần để phòng khi già bệnh, một phần để lo sự sống hàng ngày, một phần để bố thí cúng dường. Được vậy, đời này khi mất đi, đời sau vẫn còn ân huệ. Người xưa nói, có thế lực không nên dùng hết, có phước đức không nên hưởng hết, là ý này vậy. 99. Người xưa dạy, gặp quỷ thần, mình kính mà lánh xa, không nên mê tín thì trí sáng. Tìm quỷ tìm thần mà thờ cúng để cầu phước lộc, đó là cái nhân của hiểm họa về sau. Niệm Phật là nhớ đến hạnh của Phật, xem kinh là rõ lẽ Phật, được tỉnh ngộ là chứng đạo của Phật. Tế Điên Hòa Thượng có dạy, dẫu xem hết cuốn Di Đà, niệm suốt lời chú Đại Bi, nhưng không hành thiện sửa mình thì là tụng suông. Kinh và chú vốn từ bi, nhưng không cứu nổi được kẻ làm sang bậy. Cho nên, tụng kinh niệm chú là để hiểu đạo lý, rồi sửa lỗi của mình, chứ không phải tụng cho Phật, cho Bồ Tát nghe, để ghi công cho mình.